Bạn xong cấp nâng trịp xuống từ đọc bộ mạng bóng phôn đã dùng tạm đán tư xin ảnh ế. Bởi chân nào bà EP bà sâu hay chưa tìm mệt rấy. Xong bà chạy bật tông bà subscribe của đồ chì chú chạy bật tông bà like đường xe đồng bày từ tụ bản nế. Bà át tập bọt thamay thamay bà chì riêng rốt ngay. Bà xâm ra bà thang ngay đi phong đài trong bà có xong thua ca bà trịp chú nơ bà hào ra xa pro chạm thang ngay. Để trao chú mùi nâng bật ngày sau bật tì đọc mùi bật khai thân nu chân nằm bì bòn bò mập hơi mùi nì. Xem rắp bốc mai bằng phốn, đài bật chân đang ổng bì bật chô chỉ thả rơi xây được bật luôn bò chạm thang ngày. Rất có chân đang ổng bì bật có buôn con cu tù tìa thamay nu, có lệch nà mọc tam đán tù xa nà chú mùi nâng khlâm xa nơi trường lễ cho rô bò lô cru hò đổi tỏ tê. Bà xâm ráp bà cơ buôn dìm cờ lá. Bà cơ buôn ní cư chư cơ buôn khăn ông ca. Bà mơ nợ bè vô lý đại trời thua đầm na. Xâm ráp bà thằng ngày sau tì đập môi kẻ thân nu chất nam bì bòn bà mọc hầy mùi ní. Giờ khởi nhà thà nì thằng ngày sau nợ vô lý bè bật chắp bì mong pram môi xôn xôn. Đào mong pram bầy mọc hầy buôn nà tì cư chư bè vô lý tục sáu. Rì à bè bình bình lứ. Chắp bì mong pram bầy mọc hầy buôn nà tì đào mong đọp xa sập pram bầy nà tì cư chư bè vô lý liệp cháy. Rồi ở bên ngày trọng, chắc bị mong đọp xa sắp rộng bởi nửa tí đọng mong mùi đập bình nửa tí cư chìa bê vô lìa cụ thân ác. Rồi ở bên rửa xíl, chắc bị mong mùi đập bình nửa tí đọng mong bay xam sắp rộng bởi nửa tí cư chìa bê vô lìa thỏa mà đá. Xem ra bê lửa nghĩa chắc bị mong bay xam sắp rộng bởi nửa tí đọng mong bà mùi xôn xôn cư chìa bê vô lìa xế rây. Chẳng hỏi xem ra bộ mạng bộ đài bà chọn bàn nửa liệp chế, bà có lịch nát phơ cà bà chạy nằm ná. Đòi bà chất rất rất dụ bè vô lìa lỏ lỏ. Bà xâm ra bà thằng ngày sau ni. Cứ bà nờ bà bè bình bình lứ. Nờ bè lì nghiết cái đồ chìa nờ bè rô xìl. Đời lại xâm ra bè vô lìa mạnh lỏ. Khân nông bà thằng ngày sau ni phong đáy. Rùa miền bà bè bà cái đồ chìa bè thằng ngày tròn. Chẳng hỏi xôn bộ mạng bộn. Bà môn nâng bà chạy nằm nà tờ nà mọc nà. Xôn bình nịt mơ cơ buồn dìm cờ lá. Hãy chạy nằm nào tự tạm bê vô liều lỏ lỏ đâm bầy từ tù bàn nâu liệp chế xe rây xuất đấy xâm rập ngày sau trong sạp đá tì đập mùi nịp phóng đài. Trong bát cơ sông bần tò chủ nế bà cơ buôn mùi tiết nó cứ cơ buôn khăn ông ca bà mơ tự tèng phẩm bầy. Bà tê tương chủ mùi nâng cơ buôn khăn ông ca bà mơ tự tèng phẩm bầy nì thằng ngày sau bà tì đập mùi khải thân nu chân nằm bì bòn bà mọc hầy mùi nịp phóng đài. Nhưng cơ như thà, bà khăn nông bà thằng ngày sau. Đôi xa tài cầm lắng, bà cứ đọc bà đồng hàm ruốc cứ nở tứ bà tiệm sấn. Cứ tứ bà khang từ bồng chòm. Đôi chân hai bục mai bồng bồn, môn bê thơ đồng nào từ bà phá lâu ngay. Rồi có bà thơ đồng nào từ phá lâu chất, rồi có từ bà cọp cách càng nghiệp xem xây nú. Cứ đồng ra bục mai bằng bọn, trời tờ bài mốc tờ rộp tứ đài chìa đằng hàm ruốc bò chạm thằng ngày chìa môn sân. Bà cứ bục mai bằng bọn, trời tờ bài mốc tờ rộp tứ tiệm sân, bà cứ tư kháng tứ bốn. Hơi sầm chênh nằm na tờ tạm kroi, bà nút liệp chê xe rơi xuất đấy. Cứ đôi chìa phòp sầm nàng lò lò, nâng cao ạc miên đòi bục mai bằng bọn. Cứ nông bà thằng ngày sau tì đập môi khai thân nu trong sáp đà ní chạy chìa bụng khan. Có lệch nã, anh vô tờ tạm cơ buôn đồng bầy tù bà nơ, liếp chê xảy ra dựa đấy, xâm rạp bà thằng ngày ní tiếng ọc nì. Trong mắt có sông bần tò chủ nơ, bà cư hào ra sát bò chạm thằng ngày. Bà tê tương chỉ mối nâng bà hào ra sát bò chạm thằng ngày, bà nì bà thằng ngày sau, bà tì đập mùi kẻ thân nô chân nằm bì bòn bò mập hơi mùi nì bóng đài. Nhưng khi nhận thả lúc này đã cao nụ con ông bà chân nằm chút bà đầy miền thiệt tớc bốn. Bà tèo đã bỏ ra dây khi nhận thả bà có bụi thật đại tầm bà đóng. Nếu con ông thường ngày nít bà nhà hà mùi chùm nuôn bàn thờ ở lúc này càng tài bà dồn chú bá. Hồi cổng một nụ khá có bàn thờ ở lúc này plư phân nếch bà lên dồn chú lòng bần tỏ tự tiệt. Cả bông bênh cây ca nghe ở với có tay anh ta nghe chạp chọp nâng xâm rách chỉ lật tập hóa của chứa ti bênh chật thảm tiệt phong. Cả bình đi đá, cả bắt đầu bọc hóa lọ xâm rạp lúc nẹ bông bênh cây ca nghe chạp mấy mua châm nuôn tiết lúc nẹ có ai bằng đạn tôn rốt xì. Mình thà bà tội ta cho rứa có thông đồng cả đấy. Cứ tay anh ta ai bà hội nâng bạp ca xòm bạp cóp sân tay tiếng ọ.
xâm rạp xâm phôn phép xin hà bảo sợi cầm lọc cửa mông. Miền phép bảo xin hát xin hà bạc đổi bảo cửa đây. Và chân này cứ chết đường chỉ tại sấy đô bác bông mang phôn đại cao nục nóng bác chân nằm chút. Chúng bác cửa xông bần to chung nêu chân nằm chìa bần to tập tiết cư trâu chỉ mũi nâng lục nghẹ đại cao chân nằm chú lớ. Rồi xây cửa nông bật ngày sau tì đập mùi khai thân nu chân nằm bí bôn mà phơi mùi ni. Chúng nằm chú lớ để miền thiệt đấy bồn bằng một nụ bró rồi xây cơn thả bảo lọ chìa một chồng nữ tế. Nếu có nông thang ấy đi lục nè, bà thơ đầm nà tàu nà mọc nà, mình có bây bà chưa có một nụ chát bọt nụ lời, bà giặt nồm tục tố, đặc luôn mọc vên đòi bà ca nà mùi. Cá bông bênh cách ca nghĩa bà thuộc bây bà thang ấy đi, miền bà nhà khá là gì gì. Rứ có nè khá, mì rư rào thủng nọ cả lãng, bốn thải lục nè có ai đọc sài bàn trẻ sở lạc phong đài. Nó khăn ông bà rời dạ bên đi phong đài, bà miền nhiệt mật bóng phô rư có mật phê bọc bùa, bà đạ tôn khăn ông rương vầy mùi trớ, trẻ trí rí oi bàn bà lợi lón, tơ mần nôm ông bồ tốt đạ khluôn nâng mần chanh bọc kế. Rí dạ bà nhà hạ sơ đê sơn hạ bà sơ đầy cùng lọc rồi mông. Rư có bù mày mày cái đấy, công khơn phìm sơ lành phlet, bà rư có chọn dọc là bài ni, bà lên sao bà giặt nòm ca rương rao đồng bào trung nờ thương ngày khẳng một. Bà chẳng đi cứ chia đường chỉ ta đã xấy rồi bà bốc mang bọn đã cao chẳng nằm chẳng lấy. Chúng bạn có xô bần to chung nơi chẳng nằm chia bần to tự tiết nốt cư trâu chẳng mỗi nâng lúc nẹ đã cao nông khôn nông bà chẳng nằm khà là bình mà đông. Rồi xây khôn nông bà thương ngày sau bà tì bà đọc mùi bà khả thân nô chẳng nằm bì bọn bà mập hồi mùi ni. Bà lúc nẹ đã cao chẳng nằm khà là miền thiết chơ bồn bà dạ sẵn rồi xây khôn tha bà thật lệ sẵn châu. Nếu khôn nông bà thương ngày sau trong sạp đà ni bà trường thương ngày tì đọc mùi đi phóng đá lúc nẹ bà thua vầy cả đôi tòn tài miền chật trò chè. Vì bà thà bà là khó nghe chiên chô chiên sọp mùi đòn. Các bà cọp cách ca nghĩa khôn nông thương ngày đi lục nè mần trơ bà sở hóa ca nghĩa thông đông bệ nửa lấy. Vì bố thả bà có tài tài trái lời to mần đối có bông non bồn màn bà nửa lời. Châm nay bà ca bà cọp bà rô bò rục xì chuyên đô nơ thương ngày đi vinh. Tùa chuyên thì chật ngái ca rô bà cầm rây. Nú khơi thả ở bí bà cực bật mên tài lục nè có chụp hiệp bà sọ cọ đông mần miền vầy bà chô mò biệt biển dì dì nòm bí bà tụp tôn nụ tê. Bà nhà hà bà cú xin ái cầm lọc rồi mông rư cò bù mày mày cái đấy miền bà ca bà bà chàng nâng tròn chàng tròn chân nè bà khăn nè chỉ nhược nhuộp. Bà chân ní cứ chia đường chỉ tài xấy rô bà bông hoàng bôn đà cao nọc nông bà chân nằm khá. Trong bát cơ sông bần to chung nơi chân nằm chia bần to tờ tiết cư trâu chung mùi nâng chân nằm thó. Rất xây khăn ông bật ngày sau tì đọc mùi khải thân nu chân nằm bí bòn bà mập hầy mùi ni. Chân nằm thó đầm miên thiết chớ bốn bà ơ mà nụ xây rất xây khởi tha bà lò chia mùi xông nụ tê. Giờ khởi nhật tha tèng bà sạch trầy gồm đồ chia tèng bà rò bà cà rú nâu trâu rã xa phì bà ngọp sngạt. Nâng mình trơ mọt bà chá ra nụ lấy bí bố thạc bà cư kê nghe bà ở chắp thân nạ bằng cao trí rương rào nạc phóng đài. Các bà cọp cây ca nghĩa khôn nông phải nì mình trơ bà chiếc chìa nụ lấy. Trơ tẩy dốt chất tục đa bà cây ca nghĩa xâm khán bí bố thạc viên nâng chui ỏi bán châm rong châm ra nìa thang ngày khẳng mộc. Nhiệm bà cọp bà rộng dì chuyện đố có nông thường ngày bà ở sau đi phóng đá. Cả thuốc bà chùm nuôn chẳng ngày chật miền cả rích bà lụt ló chia sần sầm tổng mốc hời tuột thuở với có tay ta hồi bà cà mộng vânh khá khá cua chứ tì bởi chật. Sức lê sân hà bà sầy cho cổng cọp bây miền cả bà cài bà càn chá nôm tài ca chùm lùi viết ạch chụp chốt tài bà nô. Bà chân đi cứ chết đường chỉ tài rời xấy rồi bà bông mang bôn đại cao nông khôn ông bà chân nằm thó. Trong bát cửa sông bần to chung nơi chân nam chia bần to tờ tiết nước cư trâu cho mũi nâng lục nẹ đại cao chân nam rôn. Rồi xây khôn nông bật ngày sau tì đập mùi khả thân nô chân nam bì bồn mập hồi mùi nì. Chân nam rôn đàn miền bật thiệt mía bồn bật tèo đà bró rồi xây khôn thà bật thật lệ sọt châu. Tiếng sư trây tiếng bỏ rõ nờ bật khôn nông bật ngày bật sau trong xa bà đà nì. Khơi tha ở vầy vầy đã thử lọp tài lọ ai prai mọc chìa cọ hời cọng một nụ cọ đồ chân này bỏ phóng đá. Cứ kê nghe bằng cọ bà nhà hà lũng ba mọc ỏi nạ cọ bầy miền ca bà dạy.
Các bà có cách ca nghĩa lúc nè bà thua với cái đôi tồn tại ở cho bà lô hơi mình ai thua với bà thuê bà hai bà nữ tế bà phụ nữ tế bà nhà hà tội thôn phất chia rốt cho bà tiết chạy chia phụng khàn. Nè bà có bà rốt gì chuyện đồ vinh tùa chuyện tì chật ngái khơi thả sắc soi khăn ông ca ở rộp hò cầm rai bình tích nâng cao bình lúc nè trâu bà giặt bà krom bà nu bà phụ mất bóng có bà nhà hà đà trâu rệch bôn thèm thịt phong. Rì ai bà sức đại sân hà bà sấy khuyên thà bà chụp nâu bà nhà hà ô bà xa bà chìa nếch hỏi tài anh ta cao nâu rương rào rô cam rô co mần tịch nụ tê bà chân ní cư chân đùn chì tài đại xây rô bà lục nế đại cao nâu khăn ông bà chân nàm rốn khăn ông thằng ngày tì đọc muối trâu thằng ngày sau nì tài mở đòn dương chân sông bàn to chung nâu chân nàm chìa bàn to tự tiết nụ cư dương chân chỗ đo lục nè đại cao chân nàm mà xa nhà này huynh bà bà nữ dây mp chân nàm mà xa nhà rưu xây khăn ông thằng ngày sau tì đọc muối kẻ thân nụ chân nàm pi poan và phai mùi ni chân nàm mà sánh đà miền bà thịt phương bồn bà mà nụ bà rưu xây khởi thá bà khắp bù tà đại tài mở đòn nếu không thể nếp đó chỉ phá lọ xâm rạp lúc nè thẩm nông cho cha bà bà có bà bị thi bốn tiên rư có sông bay tài ca bà lược bà tốc đạn bà cổ cháu ở miên cu sẽ có cái đây ca bông bênh cách ca nghe ở vầy có tài tài nghe chạp chọp nâng bà xâm rạch lật tập hóa cu chỉ tì bênh chật thèm thịt phong cái áo bình đá có bà đó chỉ phá lọ khăn ông ca bà xâm rạp lúc nè bông bênh cách ca nghe chạp thầm mấy mua chùm nôn thèm tiệt lúc nét ai bà bình đạ tôn rốc xì bà mình thà tội ta cho đôi có thùng đồng cái đấy cứ tay ta ai hồi chìa bài ca bà mọc bà xong bà có bà sân tay tiếng ơ xong bọn phép sân hẹp bà sợi gồm lọc cửa mồm mình phép bà sân sân bà đồ bà bọc cửa đầy bà chẳng ní cứ chìa đường chỉ tài xấy được bà bọc mang ôn đại cao chân nằm bà sánh trong bát có số mình to chun nơi cho nam chi mình to từ tiền nu cư dân chuyển chỗ đo lục nè đại cao cho nam một mí rồi xây khăn non bật ngày sau thì bật đập mui cái thân nu cho nam pi pòn một phầy mũi nỉ ba cho nam một mí để miên thiết phơn pòn bật tèo đã xoáy rồi xây cơn thà bật lệ sờ trầu nơi khăn non bật ngày sau trong sao bật đà trời ngày ti đập mũi nỉ lục nè bật thua vây có đói trời miên chật trò che nâng mình trâu ôm nuốt kèn khang đủ lấy vì bố thang nghe nôm nơi rương rào bà đạc luôn nà. Nó cũng lòng bình nị đáy cả bông bình cạch cả nghe lục nẹ mình có bây chưa xâm đầy. Nét khao bình nụ lời trở trái bình nất xa phá xịp hiếp bà thang nạc ca ỏi bàn lõ. Vì bố thang bà nôm kê bọc bà đòi bà ca nà mùi. Trong bùa bà nẹ bà có bà bò rốc xì chuyên đô miền cạc sọc xoay à tệ tử chôn. Ai bò cầm rai thịt xót cứ bà tích tui xử đoàn. Rìa bánh hạ sẽ đến hạ bảo sấy, miền nằm nà thòi cao nâng bẹp mục dạ đạc nìa trả nà bàn chẳng lý cư chưa đùm chỉ tới sấy. Rồi bỏ lúc nẹ đại cao chân nàm mổ mì, trong bát cơ sông bần to chun nâu chân nàm chìa bần to tự tiện nước cư trâu cho mùi nâng chân nàm mổ mế. Rất xây khăn ông bật ngày sau thì đọc mùi khải thân nụ chân nàm bì bồn bò mập hầy mùi nì chân nàm mổ mê đàm miên thiết miếc bồn bà tèo đá sấy. Rất xây khăn tham bật lệ sổ trò. Đồng ná chỉ vượt rồi bỏ lục nè thật nâu lơ cầm nạch phá lơ rồi đẹp rồi đọc mà lo hơi ôi bà giác bà bè vừa lía cứ nâu mong bàm buồn xôn xôn đò mong đọc bà hà sập bàm buồn nè tìp rực bố thang nghe chuộm nâu bà kà bà đua rồi lôm rồi có cửa chanh bọc kê bà cửa chanh bọc bạc kà kê bà chiêng sọp mùi đòn. Nếu khăn ông bắt ngay sau nị phong đá, tên cả bà cọp cách cả nghiên nếu khăn ông bắt đá xâm bay, nhờ rư có nâu kháng kào bắt đá lục nẹ trâu rồi xa phịp xa ngọc xa nghiêm. Hai bà thua với trâu bà giai, tờ bù miên bà nhà chọt cả lần, xâm rạp nẹ bà cọp bà rộng xí chuyên đố. Khánh tha chua bà rương bà rô cam chật chân, hai kà chuyên thị chật ngay cho bà giác miên chụp lụa viết chìa mùi nâng cổ mà nụ, nâu kà bà khuôn bà miên bà phịp bà phôi xua chụp lụa viết nà. Sau bọn phim sân hạ bà sấy miền kà bà chàng khí niên nâng chóng chàng chóng chân nè bà chàng đủ chân nè nòm ở cao bà nhà hạ bà tèm bà tơ. Nú cư miền chàng phóng đài bà chàng ní cư chân đường chỉ tài xây rồi bỏ lục nè đại cao chân nàm mồm mế. Trong bát cơ sông bần to chun nè bà chân nàm chì bần to tự tiết nú cư dương chân chỗ đo lục nè đại cao chân nàm vọc. Rất xây khăn ông bà thường ngày sau tì đọc môi khai thân nụ chân nàm pi bòn bà mập hầy mùi nì bà lục nẹ đại cao chân nàm vôc đài miền thiết đai bông bà dạ bà rất xây khuyên tháp bà lò chìa một chống. Nếu khăn ông thường ngày đi lục nẹ bà thua vầy cả đói chô chè kịch ở bàn vầy chân ngay bì bùa thà bà lọc rõ nghề chè mộc vinh bà dù ông vầy nà.
ការប្រកបកិច្ចការងារមានទាំងរឿងរ៉ាវល្អនិងអាក្រក់នៅលីឡំគ្នាដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទាំងរឿងរ៉ាវសប្បាយចិត្តនិងរឿងរ៉ាវបាត់ទុកបាត់លំបាកតែងតែកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាផងដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរត្រូវលៃលកកិត្តគូបញ្ជីប្រាក់កាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវទូទាត់ឲ្យរួចរាល់ប្រយ័ត្នការជំនួយវាដោយប្រការណាមួយ សម្រាប់បសុកដេសនាហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នក្រមមនុស្សទី3ចាក់ដោតនាំការជំនួយវាតបាកើតមីឡើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំវកខ្ញុំមកកសុំបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាឫស្សីក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំរកាដែលមានធាតុដៃពងបយៈប្រុសឫស្សីឃើញថាបាក់ពុះត្រដែត នៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាដួងចិត្តស្រីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់បាទដូច្នេះហើយបើចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីក៏តែងតែទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អៗជាងផលអាក្រក់បើវិញជានិច្ចទាំងបបរោះទាំងស្ត្រីមិនថាជាការងារឬក៏បញ្ហាប្រការគឺមានការចម្រើនលូតលាស់និងហុចបំផលមកវិញគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែហុចជាផ្លែផ្កានិងប្រមូលនូវផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីពេញចិត្តស
mùi nâng chân nằm cho rồi xây khăn nông ngày sau bà thì bà đập mùi khả thân nú chân nằm phì bòn bà phẩy mùi nì chân nằm cho đời miên thiết đây bồn bà dạ xây rồi xây khăn thà bà thật lệ sọt chó nếu khăn nông đi lục nẹ bà thừa vây cứ mần nghe chạp chọp nâng phì xây nghe ca chế bà nhà hà ông bồn tốc chân thèm thịt phòng ការប្រកបកិច្ចការងារទោះមានបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចត្រូវឆ្លងកាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានការរិះលូតលាស់សន្សំសន្សំទៅមុខគ្រាន់ជាទីគប់ចិត្តឆ្លើយតបមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពុំមានការរិះលូតលាស់ទៅមុខគួរជាទីកត់សម្គាល់ទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរគឺដោយសារមួយដង សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះហើយ ការកើរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើគឺងាយផ្ទុះឡើងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលឬស័យក្នុងថ្ងៃសៅរ៍បាទទី ដែលឃើញថាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះទាំងបរិសទាំងស្ត្រីគឺរឿងរ៉ាវខ្លះមិនត្រូវឆាប់ជឿឬក៏បាត់ត្រជាស្រាលជឿអ្នកដតីពុំមានហេតុផលនោះឡើយបើពុំនោះទេអ្នកនឹងបាក់គ្មានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដំណើរជីវិតសោះឡើយនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដូវប្រដបបន្តិចម្ល៉េះហើយ បាទធ្វើអ្វីក៏តែងតែមិនសម្រេចតាមគោលបំណងឬមានការជឿលឿនទៅមុខដោយកបបំណងប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក៏ដូចនេះដែរការចង់បោះតន់ទៅលើអ្វីមួយត្រូវមើលមុខមើលក្រោយព្រោះផ្លែផ្កាទទួលបានមកវិញគឺមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនសម្បំណាស់សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសក៏ច្រើនឯបាកាផ្អែមល្ហែមក៏ច្រើនផងដែរ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់បកការជ្រាបជូននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាថ្ងៃសៅរ៍បាទទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលគ្រប់គ្រងរូបសម្បត្តិនោះសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបាទ Like និងShare ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទថ្មីៗក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាថ្មីៗផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបាទ EP សូហេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅបាទអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ